Xin chào bác. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác qua hai trại để xử lý các vấn đề trong trại. Các trại này vừa khởi nghiệp nuôi bò vỗ béo với quy mô từ 10 đến 20 con. Thì trong quá trình chăn nuôi, trại cũng gặp một số vấn đề như bị viêm da đổi cục và chăn không lớn. Thì hôm nay tôi sẽ cùng các bác qua hai trại này để giải quyết các vấn đề nêu trên nha các bác. Let's go. Hello các bác, chắc hẳn các bác còn nhớ cái trại này. Giờ đối với trại này thì cũng mới khởi nghiệp nuôi trâu bò vỗ béo thôi. Thì hôm nay qua để ngó lại đàn bò xem như thế nào các bác. Đi, mời bác qua theo chân tôi nha. Đâu chị ơi? Con này nó bị tiêu chảy hay gì? Bây giờ là tiêu chảy phân xi măng à? Dạ. Bây giờ là có hiện tượng là con này là bị phân ra máu đúng không? Con này đã làm vaccine chưa? Con này tiêm vaccine rồi, hôm nay có hiện tượng nó đâu. Bây giờ là cứ để xa với lại kháng sinh, lấy cái pen chép nhỏ đấy, viết thuốc bổ tiêm cho nó, tiêm rồi tầm khoảng cũng 5 ngày 3 mũi loét ra. Thế thì bây giờ phải lấy cái thuốc xịt hôm nọ gì đấy, đây xịt vào cái chỗ vết thương đó, nó đơn giản mà. Tức là bây giờ là cái mụn nó đã xẹp hết rồi xuống đúng không? Mụn nó đã xẹp hết xuống rồi, bây giờ là tức là cái cục viêm của nó đã xẹp xuống rồi, bây giờ là nó bị tiêu chảy cách đây mấy hôm rồi? Hôm qua với hôm nay. Đúng rồi, thế là ổn rồi, ok rồi. Đấy. Những cái ổ viêm đấy thì bây giờ mình lấy cái thuốc xịt, xịt phát là hết mà. Xịt phát là hết mà. Xịt cái là nó ruồi muỗi nó không bâu vào đấy. Rồi nó có trong cái thuốc xịt nó có kháng sinh mà, nên là nó sẽ giúp cho đó là cái ổ viêm của nó sẽ nhanh khỏi hơn. Đó. Cái này phải tiêm đi. Này phải tiêm. Em lấy thuốc tiêm tiêu chảy cái này đi. Đây chia sẻ với bác là khoảng 3 con bị như cái video trước tôi chia sẻ đó. Con này thì bị bắt đầu nổi lốt này, xong bắt đầu là mình tiêm mấy ngày, tức là mình vào hướng dẫn trại tiêm rồi tầm 5 ngày 3 mũi bắt đầu xẹp hết rồi bác này, xẹp hết rồi. Và bây giờ hiện tại thì nhiều con á, nó sẽ không khỏi, nó sẽ không bị tiêu chảy đâu, nhưng mà nhiều con là nó có thể viêm dạ dày, viêm ruột thì nó gây ra hiện tượng tiêu chảy. Thì cái này là các bác tiêm cho mình, đó là những cái dòng kháng sinh chuyên về tiêu chảy á, một đó là có thể sử dụng Enzo hoặc là Flo hoặc là Osomit. Xong rồi các bác là tiêm cho mình rơi tầm khoảng 5 ngày 3 mũi, kết hợp với lại thêm Atovin nữa. Nhưng các bác để ý là đối với Atovin, những con bò như thế này thì tiêm khoảng 5 đến 7 C thôi. Đối với Atovin tiêm dưới da, còn những cái dòng thuốc kháng sinh kia, những cái dòng kháng sinh đánh tiêu chảy thì tiêm sâu bắp. Ngoắc lên trên thành này luôn. Những cái lốt nó bắt đầu xẹp xuống rồi. Nhưng mà cẩn thận là cái vấn đề đó là bị tiêu chảy ra máu này. Nó cũng ít. Giả sử như chục con thì có rơi tầm khoảng 1 con hoặc 2 con bị tiêu chảy ra máu rồi. Cái này nó do viêm dạ dày, viêm ruột. Để anh giữ cho em tiêm đi. Em khỏe quá cả, em khỏe này thì đi. Không dám cho nó lên đây nhìn vào bớt.
Bỏ bỏ bớt đi, bỏ bớt đi. Bỏ không cần cho ăn đâu, ăn ít thôi. Rồi. Tiêm dưới da. Bên bên ngoài kia nữa, đấy, đoạn giữa giữa đoạn đấy. Rồi. Ra ngoài rồi. Sao không không vặn chặt vào à? Anh bảo là cắm dứt điểm vào không bắt đầu mới mới tiêm mà. Tiêm bao nhiêu lâu rồi? Đây. Em những cái chỗ mà là bị cục này em đừng có cắm vào cái cục viêm này. Đây này, mấy giờ đây xong em tiêm vào thôi. Không phải, cái này là cục cục do viêm da nổi cục. Ông cho nó tiêm cho quen. Rồi tiêm tiếp cái Enzo đi. Rửa xi lanh đi. Tiêm 2-3 mũi là khỏi mà. Ô cái này ở đây sao chị không lấy bao bia cho Loan? Bà bia ra khó lắm, hỏi bao nhiêu chỗ cũng không có đâu. Đầy chỗ à? Ở đây ở ngay Hà Nội đầy chỗ bán bao bia à? Nhà em hỏi đây mà cũng không có đâu. Ngày trước ạ, có khách ở tận đâu ạ, nó cũng chở thì Dương này nó mua ở đâu ạ. Bà bia ngon lắm mà giờ mất số điện thoại. Cái này ở quên mất không mang một lọ vitamin K về nữa. Cái này bác phải kết hợp với thêm vitamin K mà nữa. Anh bảo rồi, cầm như thế này này, em chọc vào trước. Cầm như thế này này, em chọc vào trước xong bắt đầu ấy, nó đỡ có rơi ra đâu, đúng không? Sờ tay vào một, tay sờ vào đấy trước. Ui giời. Anh bảo rồi, bây giờ sờ, sờ là bây giờ cầm vào đây trước này. Xong bắt đầu em tiêm rất nhẹ nhàng thôi, nó bây giờ, anh nói thật luôn ấy. Quên mất không bảo lúc có chiều bảo anh ấy đi làm về hay như nào qua chỗ em lấy cái lọ vitamin K về để tiêm để cầm máu cho nó. Hiểu không? Để tiêm tiêm cầm máu cho nó cho em. Chứ quên mất rồi vừa ấy không lấy cái vitamin K về. Đi ngoài cũng không phải nó phải đi suốt đâu. Vâng vâng vâng. Đi thỉnh thoảng thôi. Vâng vâng vâng. Nó bây giờ nó có tí dính tí máu rồi đúng không? Có, dính tí. Bây giờ phải đánh luôn đi chứ đợi nó mẹ ra nhiều máu hay là nó tiêu chảy mạnh rồi lúc đấy nó còn mệt. Như nhà chị là phát hiện sớm và điều trị nó kịp thời ấy thì được, còn nếu mà giả sử như nhiều trại bây giờ tiêu chảy toàn bộ ra máu thì lúc đấy mệt lắm. Đối với trại này thì bệnh viêm da nổi cục đã điều trị ổn, còn một con bị nặng thì có hiện tượng tiêu chảy ra máu và tôi cũng có những cái khuyến cáo như sau. Đầu tiên đối với trại này thì phải phun thuốc sát trùng, phun ruồi, phun muỗi định kỳ 1 tuần một lần. Thứ hai thì đối với trại này bò vừa bị bệnh xong thì chúng ta phải trộn điện giải với thuốc bổ vào thức ăn của bò trong vòng từ 7 đến 10 ngày để tăng cái sức đề kháng cho châu bò. Thứ ba là điều trị bệnh tiêu chảy da máu thì đầu tiên chúng ta phải tiêm atropin từ 5 đến 7 ml trên con, thì đối với atropin này thì phải tiêm dưới da. Thứ hai là các bác phải tiêm vitamin K thì vitamin K sẽ có tác dụng đó là cầm máu. Thì thường trung bình thì 1 ml sẽ tiêm được từ 15 đến 20 kg thể trọng. Thứ ba là các bác tiêm kháng sinh. Thì tiêm kháng sinh thì các bác tiêm những cái dòng thuốc chuyên về cái tiêu chảy á. Có thể là các bác sử dụng đó là enzofloxacin hoặc là fluphilicol hoặc là osolilic. Trong vòng 3 ngày liên tục sẽ giúp bò khỏi bệnh do tiêu chảy da máu này. Thì đối với bệnh tiêu chảy da máu này là cái giai đoạn sau của cái quá trình mình điều trị. Bệnh viêm da nổi cục tôi cũng đi gặp rất nhiều nơi rồi thì thường thường là tôi khuyến cáo tiêm 3 ngày liên tục đối với những loại thuốc này thì tất cả các trại đều ổn các bạn, không có vấn đề gì thiệt hại về đầu con đâu, thì các bác không phải lo. Ôi cái máy này thì đến bao giờ mới băm băm cho nó đủ một cái bao kia.
máy này bao giờ mới đủ ba bao kia? Để đây. Đấy. Nhỏ quá. Này. Này ông nọ lấy bao trắng à? Ủ này ủ được ít quá. Ủ này ủ được ít quá. Bao đồng quá ít này. Này anh em ủ là đến tầm này, tầm mắt này. Này ủ ít quá. Một cái bao này mà đóng lỏng này nó không căng. Phí rất nhiều bao. Giả sử như là hai cái này bằng anh, nếu mà em ủ hai cái bằng anh ủ ba cái. Ba bao bố. Thế này là mua được nhiều ngô đấy anh. Nhiều, ở đây người ta trồng nhiều, anh cũng nhiều. Nào. Cái này nó có để được lâu không? Thoải mái, để anh để 7 tháng giờ lên. Thế này là mua giá cao không? Anh mua sao? Mấy chục nghìn một sào ngô, người ta thu bắp rồi ấy. À thu bắp rồi nhưng mà vẫn non mà. Cái này là ngô hình như là người ta... bánh tẻ rồi, tôi thôi đúng không? À vừa làm thêm đấy á? Cái này không ổn mà, cái này nó bình mà nó nước, nó... Cái này là nó làm nó phải có sân chơi thì mình mới làm được cái đệm lót này. Nếu mà anh không làm sân chơi thì khó lắm. Em nói thật với anh luôn. Cái này nước anh cho uống dưới này đúng không? Máng tự động đúng không? Bọn này là anh vừa bắt à? Đâu, bắt từ đám riêng đấy. À, tức là bỏ từ bên kia ra. Bên kia anh để bên kia nó không ổn, nó mới bẩn này đấy. Rồi. Anh phải chuyển sang công ty để nó hỏng mẹ hết bỏ thì... Phải có sân chơi, em bảo rồi, hôm nọ đã vào nói chuyện với anh rồi. Nếu mà xác định làm phải có sân chơi. Còn nếu mà chật quá thì đúng phải làm khung này. Chứ làm sao mà được. Nhưng anh bảo là nó lui chậm gì? Tớ bây giờ lực không lớn mấy đúng không? Bây giờ em bảo là những con như thế này bây giờ khoảng 2 tạ rưỡi. Được. Những con kia xô phải được rơi tầm khoảng 2 tạ rưỡi rồi. Em đảm bảo với anh luôn. Anh mang thước đây em đảm bảo với anh luôn. Nếu được 2 tạ rưỡi thì nó lại lớn. Lúc anh mua bò này nó chỉ trung bình khoảng độ 8. Nuôi mấy tháng rồi? 2 tháng. 2 tháng bây giờ là khoảng 60 cân, tăng trọng một ngày một tháng là bây giờ phải 30 cân một tháng. Là 6 8 14 đúng anh thấy không? Em tính đảm bảo của anh nó là rơi tầm khoảng 2 tạ 4, 2 tạ rưỡi hết rồi. Có như hai con này thôi, còn những cái con này phải trên 2 tạ rưỡi hết rồi, phải con này phải rơi tầm khoảng 2 tạ 7, 2 tạ 8 rồi. Xô trung bình bọn này nó phải rơi tầm khoảng 2 tạ rưỡi trở lên rồi. 2 tạ 4 ít nhất là phải 2 tạ 4 rồi. Xô. Nếu được tầm đấy thì không phải là nó chậm nữa. Bây giờ một ngày là anh cho ăn bao nhiêu cân một con một ngày? Bây giờ giả sử như là có ba bia không? Có. Một ngày ba ăn thoải mái. Ba bia thoải mái. Cám cho ăn bao nhiêu cân? Một ngày 2 cân. Một ngày 2 cân cám bò à? 1 cân 7 đến 2 cân. 1 con. Cám bò hay cám lợn? Cám bò. Rồi cám bò. Chôn lửa cám bò lửa cám lợn nhé. Nó sẽ nhanh lớn hơn. Bởi vì là trong cái cám lợn nó có nhiều axit amin thôi. Nhanh lớn hơn rất là nhiều. Cái ăn cám lợn nó lại... Con nào tiêu chảy giảm cám lợn hoặc là không cho ăn cám lợn. Còn con nào phân đẹp vẫn cho ăn bình thường. Đó, đấy là cái thủ thuật giả sử như nhiều con là nó hay bị phân nhão á, là giảm cám lợn, cho ăn cám nguyên cám bò thôi. Nhưng mà con nào mà giả sử phân đẹp vẫn cho ăn thế cho em. Ok, bọn này cho ăn rơi tầm khoảng 2 cân một con một ngày là ok rồi. Còn ba bia cho ăn thoải mái rồi. Ba bia thì thoải mái. Rồi thế bây giờ còn cây ngô. Cây ngô thì cũng ăn thoải mái. Ăn thoải mái. Ờ. Còn bỏ thế còn cỏ ủ. Anh cho ăn cỏ ủ chán đi, cỏ ủ cho thoải mái. Có nghĩa là bây giờ nó đừng. Đâu cây cỏ hôm nọ anh ủ đâu. Phải anh phải lèn chặt cơ. Anh phải lèn chặt. Nó chuột cắn mất mấy thùng nó còn hỏng. Chuột cắn là nó bị hỏng. Chuột. Còn bình thường là cũng tương đối ngon. Chắc hôm nay để cho ăn tất cả. Lấy cả cái ngô kia trộn cho ăn thêm. Đâu cái bao nào mà ủ ấy. Hôm nay cái bao em hết
À, bao đấy ăn hết rồi à? Mẹ bao đấy ăn hết rồi. Mẹ lấy thùng ra. Thưa 70-80 phân này. Lấy thùng này, cái này cũng thơm rồi. Nói chung là thế này cũng thơm rồi. Bằm hơi to nhỉ? Bằm hơi to. Chua thơm này gì nữa? Thế có phải ra nhà nó không? Chua thơm này gì nữa? Nếu mà cứ không sao có để được đến cuối năm không? Yeah. Quan trọng là cái vấn đề không? Ở trong này em chỉ sợ rất chuột thôi. Chuột nó cắn thôi, bởi vì đây là giữa đồng mà. Đây giữa đồng. Lỏng quá. Quá lỏng luôn ấy. Ồ, quá lỏng. Ở thế trước lấy mấy chục bao đã ủa đâu? Đây cả dãy này tít tít dưới kia. À, tít tít dưới kia. Ồ, cái này hơi lỏng. Không ủ được nhiều, cái này chắc anh ủ được 4-5 tạ thôi. Bọn này anh thấy lớn không? Anh thấy không lớn, lớn mấy. Bọn này là bây giờ là em công nhận vào từ hôm em vào đến giờ là không thấy lớn mấy này. Năm ruồi, phun ruồi đi. Phun ruồi mỗi thôi đi. Bây giờ là như bọn trai trai này bây giờ cho ăn bao nhiêu cân một con một ngày? Cám 3 cân cám một con một ngày. Như thế chị chuyển sang lửa cám lợn đi, lửa cám bò đi. Như em nói đó. Còn cái vấn đề bây giờ giả sử như là nó gặp cái trường hợp mà nó bị tiêu chảy, mình giảm cám lợn, tăng cám bò đó, mình phải lăng, tức là phải thay đổi ngay. Chứ đừng có cứng nhắc một cái chương trình. Bây giờ bò này 3 cân là ok rồi. Nhưng mà cơ bản là cái loại cám kia nhá, nó có chuẩn hay không? Đấy là vấn đề. Cái cám chị cho ăn ấy. Thế vì vậy là em vẫn bảo các chị là lấy những cái loại cám trong top 10. Cám này người này điện, đắt tiền mà. Cám này có phải rẻ đâu. 325.000 một bao. Một bao 40 cân cơ mà anh. Con này em ở bây giờ nó được 3 tạ. Hơn 3 tạ. Này hơn 3 tạ, không có thuốc dây luôn. Đây em để đâu? Có cái thuốc dây xanh xanh chắc nó chả đúng. Đấy ông bảo em mang cho cái. Quên. Lắm ruồi quá, lắm ruồi. Cái này mà định kỳ một tuần phun ruồi cho em. Cỏ ủ là với lại ba bia là cho ăn tiệt ga rồi, cỏ xanh các thứ cho ăn tiệt ga rồi. Mấy mùa này nó mùa cỏ thì nó cũng nhiều. Nhớ là trộn lẫn tất cả loại thức ăn với nhau cho em nhé. Không ấy, ít nhất là giả sử như cho ăn cám xong bắt đầu cho ăn cỏ luôn. Hoặc là cho ăn cỏ xong cho ăn cám luôn. Bây giờ là chúng mình được mấy tháng? 3 tháng nhỉ? Mình nhỉ? 3 tháng nhỉ? Sao ấy? Mình nuôi là 3 tháng nhỉ? Tháng 10, 12, 12 tháng 2. Bây giờ là 4 tháng à? Nhưng mà lúc đấy anh bắt đã rơi tầm khoảng bao nhiêu? Con to thì 2 tạ 1. Làm bao nhiêu tiền một con? Đợt đấy là anh mua là giá 14 của anh Hào đấy là 2, đây, bình quân là 29 triệu à. 29 triệu một con rồi. 3 tháng. 3 tháng 24 nhỉ? Dương hay âm? 3 tháng, âm. Ôi dồi ôi, ruồi nhiều quá. Không ba hai hai con này là anh mua sau, hai con này là anh mua anh mua sau, hai con này lúc anh mua nó đã 3 tạ. Bây giờ là anh phải quay từ đây ra. Ra. Này thời gian cuối năm là bán được rồi, nhưng mà phải đánh cấp tốc, đánh nhanh nhanh, tăng thêm, tăng dinh dưỡng thêm. Nó không kịp bán. Thoải mái, anh cứ tăng dinh dưỡng thêm là thoải mái luôn. Khoảng 5 tạ rưỡi, 6 tạ bán được rồi. Tầm đấy. Bây giờ em tính là nếu mà giả sử như tốt đẹp nó tăng trọng một ngày rồi tầm khoảng 1 cân 3 chẳng hạn. Đúng không? Từ giờ đến tháng 11. Từ giờ đến tháng 11 là... Bây giờ tháng mấy? Tháng 3 đúng không? 7 tháng nữa. 1,3... 1,3 nhân với lại 1,4 đi, 1,4
1,3 nhân với lại 30 ngày. 39 cân một con một tháng, nhân với lại 7 tháng nữa. 273 cộng với lại bây giờ 3 tạ. 573 cân lúc đấy bán được rồi. Khoảng trên dưới 6 tạ là bắt đầu bán được rồi. Thế thôi. Tầm thế thôi anh. Đúng không? Thế thôi, em chỉ cần nó là tăng trọng rơi tầm cân 3 một con một ngày thế thôi. Bây giờ nhưng mà anh phải đo xem nó là bây giờ một tháng nó tăng trọng được bao nhiêu. Chứ đừng có mà này bây giờ giả sử như bây giờ tăng trọng bao nhiêu một tháng một con anh chẳng biết được. Không biết là nó năng suất hay không hay như thế nào. Cái này là hôm nọ thằng em vào nó thiến được mấy con. Nó không thì, à, hôm đấy là tiêm vaccine rồi à? À hôm đấy tiêm vaccine rồi gì? Ờ, tiêm vaccine cái viêm da lồi cục đúng không? Rồi. Cái bọn này bắt đầu thúc được rồi, 3 tạ trở lên bây giờ thúc được rồi, nhưng con này chưa được, con này chưa được. Hai tạ mấy? Hai tạ mấy rồi. Thoải mái anh ơi, cậu là thoải mái ăn đến cuối năm. Bây giờ cứ có ngô thì anh ấy đi, có ngô thì cứ ủ đi. Quan trọng là cái vấn đề là em chỉ sợ là chuột nó cắn vào thôi. Đây anh bảo con F2 đi ạ. F2 là 30 à? 32 triệu à? Bây giờ nhá, bọn này là anh phải tính toán hôm nào anh qua chỗ em ấy hay như nào, qua ngay chỗ em kia lấy cho cái dây thước đo về. Giả sử như bây giờ ngày hôm nay anh đo và tháng sau đúng ngày hôm nay anh đo lại lần nữa. Là anh xem nó tăng trọng bao nhiêu. Còn lại ít nhất là phải tăng trọng một cân múp một con một ngày đối với giai đoạn mà tức là không to không nhỏ như thế này, choi choi thế này. Cân mốt bọn kia phải rơi tầm khoảng cân 3, cân 2 đến cân 3. Thì mới biết được nó tăng trọng hay không thì mình phải biết được con này nó ốm, do ốm này, do bệnh này, hay là do thiếu dinh dưỡng hay như thế nào. Đó, chứ đừng có nuôi kiểu này, nếu mà giả sử nuôi kiểu này là anh không quan sát và không theo dõi được cái tăng trọng của nó từng tháng một. Tháng nào anh phải đo. Giả sử nhiều con nhá, con này có thể tăng trọng đến khoảng 35-40 cân. Nhưng con này chỉ tăng trọng được khoảng 25 cân thôi. Mình phải sao xem nó là do cái nguyên nhân gì. Mất một nửa buổi sáng để anh làm về cái theo dõi cái tăng trọng đó. Thì nó mới phát triển được, mới tăng trọng tốt được. Và buổi sáng thì đi cố gắng là buổi sáng đi nhìn phân các thứ xem nó con nào tiêu chảy hay như thế nào. Rồi mắt mũi, rồi cái lượng ăn của nó lúc mình cho ăn xem nó ăn nó có nhởn nhơ hay không hay có vấn đề hay không. Còn đối với trại này á thì mình có khuyến cáo như sau. Đầu tiên là phải phun thuốc sát trùng, thuốc ruồi, thuốc muỗi định kỳ một tuần một lần. Ở đấy vừa rồi các bác cũng để ý đó, ruồi muỗi rất là nhiều, chính vì vậy á, là phải phun thuốc ruồi, thuốc muỗi định kỳ cho mình. Thứ hai á là đối với trại này phải làm lại cái ký sinh trùng đủ máu cho toàn đàn bò. Và đối với quy trình dinh dưỡng mình đưa ra hai chương trình. Thứ nhất là đối với bò trên 200 kg thì chương trình dinh dưỡng như sau. Một, đó là bã bia từ 5 đến 7 kg trên con trên ngày. Thứ hai là cám từ 2 đến 2,5 kg trên con trên ngày. Thì các bác có thể sử dụng nửa cám bò, nửa cám lợn. Thứ ba là cỏ ủ từ 4 đến 5 kg trên con trên ngày. Thứ tư là cỏ xanh, cây ngô từ 12 đến 15 kg trên con trên ngày. Và thứ năm đó là rơm 1 kg trên con trên ngày. Tiếp theo là cái dàn bò trên 300 kg. Thì đầu tiên đó là bã bia đó, là từ 7 đến 10 kg trên con trên ngày. Thứ hai là cám hỗn hợp đó, từ 2,5 đến 3 kg trên con trên ngày. Thì các bác có thể sử dụng nửa cám bò và nửa cám lợn. Thứ ba là cỏ ủ từ 5 đến 7 kg trên con trên ngày. Thứ tư là cỏ xanh là từ 20 đến 25 kg trên con trên ngày. Thứ năm đó, là rơm 1 kg trên con trên ngày. Đó là cái quy trình dinh dưỡng của tôi khuyến cáo cho trại. Thì các bác có thể tham khảo.